Giám đốc bệnh viện Chợ Giấy trúng thầu rau mổ giá rẻ, rạch 3 lần ra mới đứt. Giám đốc bệnh viện Chợ Giấy chia sẻ nỗi bức xúc của bác sĩ khi nói về bất cập trong đấu thầu mua sắm thiết bị y tế. Ông kiến nghị giá mua sắm không nên là giá thấp nhất, cần quy định rõ là giá hợp lý nhất dựa trên nhu cầu điều trị thực tế. Tại hội nghị trực tuyến do Bộ Y tế tổ chức sáng ngày 21 tháng 8, ông Nguyễn Chi Thức, giám đốc bệnh viện Chợ Giấy chia sẻ nhiều khó khăn trong đấu thầu mua sắm thuốc, vật tư hóa chất. Bác sĩ Thức kiến nghị giá mua sắm không nên là giá thấp nhất, cần quy định rõ là giá hợp lý nhất dựa trên nhu cầu điều trị thực tế của từng cơ sở y tế, chuyên khoa, hạng bệnh viện. Ông cũng kiến nghị quy định rõ các bước, các hội đồng có thẩm quyền xác định nhu cầu điều trị thực tế là phù hợp. Vị bác sĩ cho hay thực tế hoạt động cho thấy, các hàng hóa phục vụ cho công tác điều trị bệnh nhân rất đa dạng về chủng loại, xuất xứ, chất lượng và kèm theo đó là giá cả sẽ tương đương. Do đó, nếu chỉ cho phép chọn giá rẻ nhất khi mua sắm sẽ khó có hàng hóa tốt, phù hợp với mô hình, tính chất bệnh tật của từng bệnh viện để phục vụ người bệnh. Trưởng khoa ngoại bức xúc gặp tôi hỏi tại sao ông mua dao mổ giá rẻ. Trước đây, chúng ta dùng dao giá tốt chỉ cần rạch một đường, hiện chúng thầu dao giá rẻ, chúng tôi phải rạch đến 3 lần ra mới đứt, ông Thức chia sẻ. Từ đó, ông kiến nghị cho phép các bệnh viện từ hạng 1 đến hạng đặc biệt được phép lựa chọn nhà sản xuất để mua sắm thiết bị y tế phù hợp với các bệnh chuyên sâu. Bởi thiết bị mua về không sử dụng được cũng gây lãng phí.